Medusa's vast riches slumbers deep. Bạn đã quá chán với các tựa game nhập vai phiêu lưu theo phong cách 2D cổ điển trên thị trường hiện nay? Vậy thì hãy thử trải nghiệm ngay tựa game Gerzit Game mới ra mắt đang được nhiều game thủ quan tâm. Game có lối chơi nhập vai phiêu lưu cho người chơi khám phá hầm ngục với góc nhìn thứ nhất FPC cực kỳ độc đáo. Người chơi sẽ vào vai một nhà thám hiểm đi khám phá hầm ngục vĩ đại nhất trong thế giới fantasy huyền ảo. Tại đây có vô số quái vật cũng như những chiếc giường kho báu được cất giấu một các bí ẩn ơi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì bạn không phải là người duy nhất đi khám phá hầm ngục này. Được biết, tựa game nhập vai phiêu lưu Gerzit Game được thiết kế với phong cách tấp, cho phép người chơi tham gia vào một bản đồ rộng lớn với đủ các loại quái vật và đối đầu với những người chơi khác. Sẽ có nhiều lớp nhân vật khác nhau để cho người chơi lựa chọn. Mỗi lớp nhân vật sẽ có ưu điểm và nhược điểm nhất định để người chơi có thể lựa chọn. Đặc biệt, trước khi bắt đầu cuộc chiến, người chơi sẽ được đặt cược số tiền cũng như trang bị để có một khởi đầu ổn định hơn này. Ngoài việc đánh nhau với lũ quái vật và người chơi khác trong suốt quá trình khám phá, người chơi có thể thu thập các món vật phẩm cực hiếm thông qua việc giải đố và mở những chiếc giường kho báu bí ẩn. Tựa game Gerzit Game đã áp dụng đồ họa 3D theo phong cách trung cổ vô cùng độc đáo. Thông qua góc nhìn thứ nhất, người chơi sẽ được chiêm ngưỡng một thế giới đắc fantasy huyền bí cũng như đối đầu với đủ sinh vật lạ trong game. Cuối cùng, game còn có tính năng tạo đội, cho phép người chơi mời các đối thủ cũ hoặc bạn bè tham gia vào một trận chiến hầm ngục với quy mô lớn để săn tìm những kho báu quý giá hơn này. Có thể nói Gerzit Game là một tựa game nhập vai phiêu lưu với góc nhìn thứ nhất FPC đặc sắc để bạn trải nghiệm và đổi gió giữa thị trường game đang bão hòa hiện nay. Đọc con cặc gì vậy?